Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm mỡ lát được sản xuất tại Azita, India. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về mỡ lát cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của mỡ lát Monopiravir 200mg Dạng bào chế Dạng viên Công dụng và chỉ định của mỡ lát Điều trị bệnh do coronavirus 2019 COVID-19 ngăn chặn sự tiến triển thành bệnh nặng và ngăn chặn sự lây truyền của coronavirus 2 hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng sars-cov-2. Cách dùng và liều dùng của mỡ lát. Cách dùng. Thuốc dùng đường uống. Liều dùng. Ngày 8 viên chia 2 lần sáng chiều mỗi lần 4 viên. Chỉ sử dụng thuốc trên người từ 18 đến 65 tuổi có kết quả test RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên dương tính với covid-19 và có các triệu chứng ở mức độ nhẹ như Sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi. Khuyến cáo vẫn nên hỏi bác sĩ để đảm bảo liều dùng. Không tự ý thay đổi liều dùng nếu không có chỉ định của bác sĩ. Chống chỉ định của mỡ lát. Dị ứng với hoạt chất Monopiravia hay bất kỳ thành phần nào có trong chế phẩm. Chống chỉ định với trường hợp phản ứng quá mẫn với bất kỳ thành phần của thuốc. Suy chức năng thận F nhỏ hơn 30ml một phút. Tăng enzyme gan an lớn hơn 5 lần giá trị giới hạn trên. Suy chức năng đa cơ quan nặng. Lưu ý khi sử dụng mỡ lát. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng kèm theo sản phẩm. Thuốc mỡ lát Monupiravir 200mg có thể hiệu quả nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào cơ thể, cơ địa của từng người. Hãy nói với bác sĩ nếu như bệnh nhân đang gặp phải một số bệnh sau bệnh về gan hoặc thận bệnh về chảy máu bệnh về huyết áp cao bệnh về tim hoặc bị đau ngực người bệnh mới phẫu thuật hay chuẩn bị phẫu thuật thức ăn rượu và thuốc lá có thể tương tác với vài loại thuốc nhất định tham khảo ý kiến bác sĩ về việc uống thuốc cùng thức ăn rượu và thuốc lá sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú tham khảo ý kiến bác sĩ. Sử dụng cho người lái xe và vận hành máy móc. Người lái xe và vận hành máy móc tham khảo ý kiến bác sĩ. Tác dụng phụ của mỡ lát. Tác dụng phụ trên các mô tạo máu như giảm sản xuất hồng cầu RBC và tăng các thông số chức năng gan như Aspartate Amino-Transferase AST, Phosphate A kiềm ăn, Alanine Amino-Transferase an và Bilirubin toàn phần và tăng không bào trong tế bào gan, độc tính với tinh hoàn cũng được ghi nhận. Một số tác dụng phụ khác không được liệt kê tại đây. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Tương tác. Chưa rõ các tương tác cụ thể. Thuốc còn có thể xảy ra một số các loại tương tác khác với nước ép hoa quả. Để đảm bảo, hãy nói với bác sĩ danh sách các thuốc mà bạn đang sử dụng để có hướng điều trị phù hợp. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm mỡ lát, đồng thời biết cách sử dụng mỡ lát sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham